Kinh số 16. Phật thuyết Thi Ca La Diệt Lục Phương Lễ Kinh. An Thế Cao dịch. Kinh Thi Ca La Diệt Lạy Sáu Phương. Phật ở trong núi Kỳ thành Dương Xá. Bấy giờ có con của ông trưởng giả tên là Thi Ca La Diệt. Sáng sớm dậy, chải đầu tắm rửa, mặc áo đẹp, hướng về phương Đông lạy bốn lạy, phương Nam lạy bốn lạy, phương Tây lạy bốn lạy, phương Bắc lạy bốn lạy, hướng lên trời lạy bốn lạy, hướng xuống đất lạy bốn lạy. Phật đi vào thành khất thực, từ xa trông thấy như vậy, liền đi đến nhà con ông trưởng giả, hỏi: Tại sao lạy sáu phương? Việc này tương ứng với pháp gì? Thi Ca La Diệt thưa: Khi cha con còn sống, dạy con lạy sáu phương, con chẳng biết tương ứng với pháp gì. Nay cha con đã mất, con không dám trái lệnh. Phật dạy: Cha ngươi khiến lạy sáu phương, không phải dùng thân lễ bái. Thi Ca La Diệt liền quỳ xuống bạch Phật, cúi mong Phật giải thích ý nghĩa của sự lạy sáu phương này cho con. Phật dạy: Hãy lắng nghe và ghi nhớ trong lòng. Nếu có trưởng giả là người thông tuệ, hay trì bốn giới không có vi phạm, đời này được mọi người kính nể, đời sau được sanh lên trời. Một là không giết hại các quần sanh, hai là không trộm cắp, ba là không lấy vợ người, bốn là không nói dối, nói hai lưỡi. Tâm tham lam, dâm dục, sân hận, ngu si, phải tự kiềm chế, đừng có nghe theo. Nếu không tự kiềm chế bốn ý này, thì tiếng xấu ngày một đồn xa, như trăng khi tàn, ánh sáng mờ dần. Còn ai tự kiềm chế được ý ác, thì như mặt trăng lúc mới mọc, ánh sáng tỏ dần cho đến ngày rằm, là lúc mặt trăng tròn đầy nhất. Phật dạy: Lại có sáu việc làm cho tiền tài mỗi ngày một hao giảm. Một là thích uống rượu, hai là thích cờ bạc, ba là thích ngủ sớm dậy trễ, bốn là thích mời khách và cũng muốn được người ta mời lại. Năm là ưa kết thân cùng với ác tri thức. Sáu là kiêu mạn khinh người. Phạm bốn việc ác ở trên, lại làm sáu việc này sẽ phương hại đến hạnh lành và cũng không thể lo việc mưu sinh, tiền bạc ngày một hao giảm. Việc lễ bái sáu phương có ích lợi gì? Phật dạy: Ác tri thức có bốn hạng. Một là bên trong có tâm oán thù, bên ngoài gượng làm thân quen. Hai là đối với trước mặt người thì nói tốt, sau lưng thì nói xấu. Ba là khi người có việc cần cấp, trước mặt thì tỏ ra sầu khổ, sau lưng thì vui mừng. Bốn là bên ngoài như thuần hậu, nhưng bên trong lại mưu oán. Thiện tri thức cũng có bốn hạng. Một là bên ngoài xem như kẻ thù, nhưng bên trong lại có lòng nhân hậu. Hai là trước mặt người thì thẳng thắn can ngăn, ở chỗ khác thì nói việc tốt của người. Ba là gặp khi bệnh hoạn, mắc việc quan, làm cho bạn lo âu sợ sệt thì tìm cách giúp đỡ hóa giải. Bốn là thấy bạn nghèo túng cũng không bỏ rơi, thường nghĩ cách làm cho họ được giàu có. Ác tri thức cũng có bốn hạng. Một là khó can gián, khó dạy dỗ làm điều thiện, dẫn cố cùng kẻ ác làm thân. Hai là dù có khuyên bảo chớ làm bạn với kẻ uống rượu, nhưng dẫn cố đi theo nghiện rượu. Ba là dù có dạy bảo thì bảo thủ, lại còn gây nhiều chuyện. Bốn là khuyên bảo làm bạn với người hiền, nhưng vẫn cố quen thân với bạn bè cờ bạc. Thiện tri thức cũng có bốn hạng. Một là thấy người bần cùng đói rách thì giúp cho sinh sống. Hai là không tranh hơn thua với người. Ba là thường hay thăm viếng tin tức. Bốn là đi đứng luôn luôn tưởng nhớ. Thiện tri thức lại có bốn hạng. Một là bị quan lại bắt bớ thì đem về che giấu, chờ sau sẽ giải quyết.
hai là có tật bệnh ốm đau thì đem về nuôi dưỡng chăm sóc, ba là bạn chết thì lo việc chôn cất, bốn là bạn đã chết lại nghĩ tưởng đến gia đình bạn. Thiện tri thức lại có bốn hạng: một là bạn muốn tranh giành đấu đá thì ngăn cản, hai là bạn muốn theo kẻ ác tri thức thì khuyên can đừng theo, ba là bạn không muốn làm ăn thì khuyên bảo lo làm ăn, bốn là bạn không thích theo đạo pháp thì dạy bảo làm cho có niềm tin vui vẻ. Ác tri thức lại có bốn hạng: một là bị xâm phạm ít mà sân hận nhiều, hai là có việc gấp rút nhờ cậy thì không chịu làm, ba là thấy người khi có việc nguy cấp thì bỏ trốn, bốn là thấy người chết chóc thì bỏ đi không quan tâm. Phật dạy, hãy chọn người tốt để theo, kẻ ác tránh xa. Ta nhờ làm bạn với thiện tri thức mà tự mình được thành Phật. Phật dạy, lạy ở phương Đông, đó là con thờ cha mẹ, có năm việc. Một là phải nhớ lo làm ăn, hai là phải dậy sớm để sai bảo nô tỳ đúng thời cơm nước, ba là đừng để cha mẹ lo âu, bốn là phải nghĩ đến công ơn của cha mẹ, năm là cha mẹ bệnh tật thì phải lo lắng tìm thầy thuốc trị liệu. Cha mẹ đối với con cũng có năm việc: một là phải nhớ khiến cho con bỏ ác theo thiện, hai là dạy cho con chăm lo học hành, ba là dạy cho con trì kinh giữ giới, bốn là phải biết lo dựng vợ gả chồng cho con, năm là trong nhà có của cải gì phải cấp cho con. Lạy ở phương Nam, đó là đệ tử thờ thầy, có năm việc: một là phải cung kính nể trọng, hai là phải nhớ ơn thầy, ba là phải theo lời thầy dạy, bốn là nhớ nghĩ không nhàm chán, năm là nên khen ngợi sau lưng thầy. Thầy dạy đệ tử cũng có năm việc: một là phải làm cho đệ tử mau hiểu biết, hai là hãy làm cho đệ tử mình hơn đệ tử người khác, ba là muốn làm cho biết không quên, bốn là các hoài nghi đều giảng giải, năm là muốn đệ tử trí huệ hơn thầy. Lạy ở phương Tây, đó là vợ chồng có năm việc: một là chồng đi đâu về phải đứng dậy nghênh tiếp, hai là khi chồng đi khỏi phải lo mọi việc nấu nướng quét dọn chờ chồng về, ba là không được có lòng giam dục với người khác, chồng có trách mắng cũng không được có thái độ trách mắng lại làm mặt giận, bốn là hãy làm theo lời chồng răn dạy, có nhặt được vật gì cũng không được che giấu, năm là khi chồng ngủ nghỉ phải lo sắp xếp xong rồi mới ngủ. Chồng đối với vợ cũng có năm việc: một là ra vào phải trọng vợ, hai là cấp dưỡng ăn uống tùy theo mùa mà cho áo chăn, ba là phải cấp vàng bạc trang sức, bốn là của cải trong nhà nhiều ít đều phải giao phó cho vợ, năm là không được ngoại tình nuôi chứa vợ hầu. Lạy phương Bắc, là bản thân đối với người thân tộc bằng hữu có năm việc: một là thấy làm việc ác thì dẫn riêng đến chỗ vắng mà can gián khuyên ngăn, hai là thấy việc nguy cấp dù nhỏ cũng mau chạy đến cứu giúp, ba là có điều nói riêng không được nói cho người khác nghe, bốn là phải kính mến nể trọng nhau, năm là có vật tốt dù nhiều dù ít cũng nên phân chia cho nhau. Lạy dưới đất là chủ đối với nô tỳ thuê mướn có năm việc: một là tùy theo thời mà cho ăn uống và quần áo, hai là bị bệnh hoạn phải gọi thầy thuốc đến điều trị, ba là không được đánh đập càn, bốn là họ có của riêng thì không được chiếm đoạt, năm là những vật phân chia phải phân chia đồng đều. Tôi tớ đối với chủ cũng có năm việc: một là phải lo dậy sớm đừng để chủ nhà gọi, hai là khi làm việc phải hết lòng, ba là phải tiếc đồ vật của chủ không được dứt bỏ cho ăn mày, bốn là chủ nhà đi về phải nghênh đón, năm là phải khen ngợi điều hay của chủ, không được nói điều xấu của chủ. Hướng lên trời lễ bái là con người phụng sự các bậc sa môn, đạo sĩ, cần làm năm việc. Một là hướng đến các ngài bằng thiện tâm, hai là chọn lời hay, tốt đẹp để xưng tán, ba là lấy thân cung kính,
4 là phải quyến luyến mến mộ. 5 là Sa môn đạo sĩ là bậc hùng trong loài người, phải cung kính thờ phụng, thưa hỏi việc thoát khỏi nỗi khổ cuộc đời. Sa môn đạo sĩ có 6 điều đối xử với người phàm. 1 là dạy họ bố thí, không được tham lam keo kiệt. 2 là dạy họ trì giới, không được phạm sắc dục. 3 là dạy cho họ nhẫn nhục, không được nóng giận. 4 là dạy cho họ tinh tiến, không được kiêu mạn lười biếng. 5 là dạy cho họ nhất tâm, không được buông lung. 6 là dạy cho họ được sáng suốt, trí tuệ, không ngu si. Sa môn đạo sĩ dạy người bỏ ác làm lành, mở bày con đường chánh đạo. Ơn ấy lớn hơn cha mẹ. Hãy làm như vậy và hiểu biết cha ngươi khi còn sống dạy ngươi lạy sáu phương. Lo gì mà không phú quý. Thi ca la diệt xin thọ năm giới, lễ Phật rồi lui ra. Phật nói bài kệ: Gà gáy cần dậy sớm, mặc y phục xuống đường, súc miệng để tâm tịnh, hai tay dâng hương hoa. Phật cao hơn chư thiên, quỷ thần không bì kịp, cúi đầu nhiễu tháp chùa, chắp tay lạy mười phương. Hiền giả không tinh tấn, giống như cây không rễ, rễ đứt cành lá khô, khi nào mới liền được? Người hái hoa giữa ngày, hoa tươi được bao lâu? Phóng tâm tự buông ý, mạng qua rồi nói gì? Người phải nghĩ vô thường, nó đến không hẹn trước, phạm lỗi không tự biết, mạng qua vì tự dối. Nay phải vào nê lê, khi nào mới ra được? Hiền giả nghe lời Phật, trì giới chớ có nghi. Phật như cây hoa tốt, ai mà chẳng mến yêu. Nơi nơi mọi người nghe, tất cả đều hoan hỷ. Mong ta khi thành Phật, nguyện được như Pháp Vương, vượt qua đường sanh tử, không ai không giải thoát. Giới đức mới cậy nhờ, phước báo thường theo ta, đời này được sống lâu, chết xa ba nẻo ác. Giới trừ hết lo sợ, phước đức ba cõi quý. Quỷ thần tà độc hại, không phạm người quá giới, đọa thế tục khổ đau, mạng nhanh như điện chớp. Già bệnh chết đến ngay, chẳng kể là hào quý, chẳng ai để nương tựa, không chỗ nào trốn được. Phước trời còn phải hết, mạng người há dài lâu, ở nhà cửa cha mẹ, thí như người khách trọ. Mạng đời trước thọ hết, bỏ cũ thọ thân mới, tất cả do hành động, xoay dần như bánh xe, khởi diệt theo tội phước, sanh tử 12 nhân. Hiện thân sông khỏi loạn, tế độ khắp mọi người, từ tâm thương kẻ đọa, trôi dạt nơi vực thẳm. Siêng năng dùng 6 độ, tu hành đạt như nhiên, cho nên cúi đầu lạy, quy mạng thiên trung thiên. Thân người đã khó được, được thân lại tham dục, ý thức đối tham dâm, thọ tưởng không nhàm chán, chứa giống đời sao gieo, hoan hỷ đến địa ngục, 6 tình đã đầy đủ, sao tự mình khốn nhục. Nhất thiết phải chánh tâm, 3 đời Phật cát tường, không tham đắm 8 nạn, tùy hạnh sanh 10 phương. Sanh đâu cũng tinh tấn, 6 độ là cây cầu, khuyên tu huệ bỉ ngạn, tất cả nhờ thần quang, tức Phật.